Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga và xin mời quý vị cùng gặp gỡ giám đốc của Trung tâm Thúy Nga, cô Mary Tô Ngọc Thủy. Em chào chị. Chào Ngọc Hân, xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Chị ơi, ngày hôm nay thì thể theo lời yêu cầu của khán giả Trung tâm Thúy Nga, sau khi trailer của Paris Panay 134 được phát hành thì có rất là nhiều câu hỏi về chương trình này được gửi về để mà hỏi chị. Cho nên ngày hôm nay mình làm một cái chương trình trả lời thắc mắc câu hỏi của khán giả được không chị? Chị có cái idea này đó. Đây thật sự đây là cái idea của chị. Dạ. Yeah. Thì em biết là Trung tâm Thúy Nga có những người mình gọi là fan ruột đó. Thì thường xuyên đó thì chị cũng thăm dò hỏi là những cái gì trung tâm đang làm, những bài hát như thế này thế kia. Thì chị cũng hỏi những fan ruột. Thì tự nhiên chị có cái idea, chị nghĩ ồ, mình sắp phát hành Paris Panay 134. Và tại sao mình có rất là nhiều fan tại Việt Nam đi coi chương trình Paris Panay 134. Tại sao mình không hỏi, thay vì mình làm một cái review về chương trình Paris Panay 134, thì tại sao mình không để những fan đặt những câu hỏi để mình trả lời? Tại vì khi họ đã xem live trực tiếp chương trình này á, thì họ có những thắc mắc, tại sao thêm như thế này, tại sao như thế kia. Và chị open luôn, chị nói là những lời khen hoặc là những lời chê, những lời gì thì cứ hỏi trực tiếp trung tâm, chị sẽ trả lời, thẳng thắn trả lời, không có cái gì mà giấu giếm hết. Kính thưa quý vị, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hỏi và chị Thủy sẽ trả lời, câu nào cũng trả lời. Nhưng mà trước khi trả lời, em nhắc khéo lại lần nữa và nhắc nhẹ, 134 phát hành vào 7 tháng 4 sắp tới nha quý vị, trên ứng dụng Thúy Nga VPN, đúng giờ, đúng ngày. Quý vị trên nhớ download Nga, về. Quý vị nhớ vào Google Play Store và App Store để mà tải ứng dụng Thúy Nga VPN về. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên, khán giả thắc mắc là 134 kinh phí bao nhiêu để thực hiện chương trình vĩ đại như vậy? Chương trình Paris Panay 134 thì khi bắt đầu là trung tâm dự định thu hình chương trình này, thì là lúc đó là chị biết là với những cái budget, là những cái con số mà tính toán từ trước, là chương trình này sẽ là gấp 2 lần, cái budget sẽ gấp 2 lần chương trình Las Vegas. Khán giả hỏi là 134 cũng dựng một cái rạp hát từ một cái phòng trống, và 130 tức là ở Singapore cũng dựng rạp hát từ phòng trống. Như vậy thì cái khâu thực hiện và khâu chuẩn bị 134 và 130 phần nào là khó hơn? Chương trình 134 khó hơn. Tại sao? Tại vì chương trình 130 đó thì là Trung tâm Thúy Nga thu hình tại cái ballroom resort của Resort World Sentosa. Họ là một cái casino, thì họ cái phòng ballroom của họ trang bị âm thanh, ánh sáng cho những cái show những ca sĩ nước ngoài hoặc là những ca sĩ của Trung Quốc hay Hồng Kông hay châu Á tới. Thành ra họ có những cái thiết bị sẵn rồi. Còn cái chương trình Paris Panay 134, đây là một cái hall, nó gọi là exhibition hall, thì chị không biết tiếng Việt, phòng triển lãm. Thì trong cái hall này em có thể tới triển lãm xe hơi, hội thảo, tất cả những cái gì, và em cũng có thể làm những concert. Thì khi đó thì Trung tâm Thúy Nga phải đem hết tất cả những equipment, âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi, tất cả. Thì quý vị đã xem trailer thì quý vị đã thấy cái quá trình đó để dàn dựng. Và ở Bangkok nó còn khó hơn là tại sao? Là tại vì buổi tối đó thì những xe truck mới có được lái vào, lốt đồ vào cho rạp. Là làm overnight ban đêm thôi, không có làm ban ngày được. Đúng, ban ngày thì mình làm những việc khác nhưng mà loading là phải ban đêm. Như vậy thì tại sao mà chương trình sắp tới mình vẫn tiếp tục thực hiện ở Thái Lan thay vì là mình qua Singapore trở lại? Chị nghĩ rằng đối với những cái khách Việt Nam mà tại du lịch đó, thì địa điểm Thái Lan vẫn là một cái địa điểm mà mọi người thích nhất. Tại ở đó thì giá cả nó nới hơn, tất cả những dịch vụ nó cũng, chị nghĩ cũng sẽ tiện hơn, và nó có nhiều chỗ để đi xem. Thật qua em qua Singapore thì thật sự chỉ đi shopping thôi. Yeah. Họ không có những cái danh lam thắng cảnh, họ không có những bãi biển. Yeah. Không có giống như là em đi qua bên Thái Lan. Đó, thì bây giờ cái câu hỏi này là quý vị đã được trả lời rồi nha. Rồi như vậy thì cái câu hỏi kế tiếp mà fans muốn biết là, như vậy show sắp tới 40 năm anniversary của Trung tâm Thúy Nga tổ chức ở Bangkok thì giá vé sẽ cỡ khoảng bao nhiêu, có giống như là lần trước hay không, để fans biết, fans chuẩn bị để dành tiền đi coi.
Chương trình Paris by Night kỷ niệm 40 năm sẽ diễn ra vào hai ngày 29 và 30 tháng 7 tại Bangkok, cũng tại cái rạp Royal Paragon Hall. Thì Trung tâm Thúy Nga có một cái dự định như thế này, là những khán giả nào đã mua vé đi xem chương trình Paris by Night 134 lời cảm ơn, thì nếu mà quý vị có nhã ý xem chương trình Paris by Night 136 kỷ niệm 40 năm, thì chúng tôi sẽ có một cái discount, chúng tôi sẽ giảm giá để cho coming returning customer. À, như vậy thì những khán giả nào mà đã mua vé tham dự trực tiếp 134 còn giữ cùi vé, còn giữ biên lai mà thanh toán không tiền, cần giữ đúng không? Biên lai, tại vì lúc đó là mình bán qua app thì mình có tất nghĩa cả là mình giữ cái thông tin đó. Thì mình đã có tất cả mua lại một lần nữa là sẽ được coi như được tính là khách hàng thân thiết đó quý vị. Đây đúng là rồi. Dịch vụ dành cho khách hàng thân thiết trở lại, thì những vị khán giả đó sẽ được có một cái giá đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì gần tới chương trình, khi mà trước khi mở ra bán vé, chúng tôi sẽ có livestream thông báo đến cho quý vị. Như vậy thì ngày xác định là 29 và 30 tây tháng 7 đã confirm đúng không boss? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại 134 nè. 134 thì khán giả hỏi là những cái phóng sự của chú Ngạn và chị Duyên mà chiếu tại rạp live ngày hôm đó, và cũng như là mới vừa chiếu trên YouTube Thúy Nga TV gần đây, là được thực hiện và chuẩn bị quay từ hồi nào? Chú Ngạn và Kỳ Duyên, chị nhớ là chú Ngạn tới ngày Chủ nhật, Kỳ Duyên cũng tới ngày Chủ nhật một tuần trước đó. Và sau đó trong vòng 2 ngày là ngày thứ 2 và ngày thứ 3 là đi quay tại Bangkok luôn. Em nhớ 2 ngày đó là trời mưa tầm tã. Đúng rồi. Lúc chú Ngạn và chị Duyên đi quay là trời mưa tầm tã luôn. Thì đây là cái phóng sự behind the scenes mà quý vị được xem. Rồi, thứ 2 và thứ 3 trong tuần đó nha quý vị. Khán giả hỏi tiếp, trong Paris by Night 134, những bài nào là producers chọn, bài nào là do ca sĩ đề nghị, rồi bài nào được viết riêng cho chương trình 134? Thì mình đại khái thưa các bạn, quý khán giả của cho Trung tâm phần Thúy trăm Nga thôi. Là Trung tâm Thúy Nga đều chị và anh Thi chọn bài hát và gửi bài hát đến cho ca sĩ. Ca sĩ nghe, nếu thích thì hát, không thích thì thôi. Trung tâm Thúy Nga chúng tôi rất là dân chủ. Thành ra có những bài chúng tôi đưa cho ca sĩ, chúng tôi nghĩ ồ bài này hợp á, nhưng mà trời ơi em nghe em thấy không có vô chị, em thấy không có hợp với em. Nhưng mà nếu mà chị nhất quyết thì nó thôi em cứ hát đi, mình phải dụ, mình phải thế này thế kia thì em cứ hát đi. Và bài đó là sau đó trở thành hit, tức là điển hình là bài Duyên Phận. Lúc đầu như Quỳnh đâu thích bài đó đâu, cuối cùng quá. Nhưng mà thật sự Trung tâm Thúy Nga thì chúng tôi luôn luôn lắng nghe những suggestion của fan hoặc là ca sĩ về bài hát. Khi mà làm một chương trình thì chúng tôi cũng muốn quý vị cho chúng tôi những ý kiến, những suggestion, những bài hát như thế nào. Thật sự làm tới chương trình 130 mấy chương trình rồi, nhiều khi nó cũng cạn đề tài và nó cũng cạn nhiều khi mình cạn ý kiến, mình cũng cần những cái fresh air, những cái luồng gió mới. Đó thì Trung tâm Thúy Nga, nhưng mà thí dụ Trả Tôi Về, bài của cô Hoàng Anh là cô Hoàng Anh chọn nè. Mạnh Quỳnh, chị hỏi kỳ này Mạnh Quỳnh muốn hát với ai? Mạnh Quỳnh nói là em muốn hát với Đan Nguyên. Như vậy là cái ý tưởng song ca với Đan Nguyên là của anh Mạnh Quỳnh? Rồi, của Mạnh Quỳnh. Thí dụ như còn Quang Dũng, bài Quang Dũng là bài Tango cho em. Đây là một bài chị rất là thích của chú Lê Vinh. Cái bài bài này mà chị thấy rất ít người hát. Thì chị đưa cho Quang Dũng, thì chị trong đầu ý kiến là chị muốn là Quang Dũng sẽ có một bài với dancer. Thì em biết không, đến ngày đi tập đó, với cô Sanda mới đầu khi đồng ý rồi, tới ngày đi tập, chị Thủy ơi em nghĩ chắc em lên em nhảy không được đâu, chắc là nó sẽ kỳ cục lắm. Chị mới thuyết phục Dũng, chị nói Dũng tin chị đi, em chỉ đứng em hát thôi, tất cả những dancer nọ họ sẽ là bắt cúp dancer cho em, thì em cứ hát đi. Và khi mà cái ngày mà tổng dợt, chị là cái người sẽ xem lúc đó, và nếu mà chị thấy cái gì không ổn chị chỉnh sửa liền. Đây là cái công việc của chị, thì chị muốn ca sĩ lúc nào cũng look good, không phải là dancer là chính, ca sĩ mới là chính, dancer chỉ là backup cho dancer. Cuối cùng Quang Dũng chịu, trời mừng quá luôn. Chị nghĩ trời mà phải đổi bài nữa chứ, lúc đó chắc chết mà còn không còn thời gian nữa. Mà em thấy là từ trước đến giờ cũng có vài trường hợp là đổi bài phút chót lắm rồi đó, đúng rồi. Mà fans hỏi là trong 134 lần này có bài nào bị đổi bài phút chót, đổi bài giờ chót không? Ồ, cái bài mà bị đổi vào giờ chót đó thì thật sự đó là cái bài của Hoàng Nhung và Thiên Tôn. Bài Về Cha. Bài Về Cha thì cái bài đó là
Anh Thái Thịnh có viết một bài về cha rất là hay. Mà cái bài của anh Thái Thịnh viết là khi anh Thái Thịnh viết, anh Thịnh nhớ tới ba chị. Thì chị nghe cái bài đó, khi mà chị nghe Hoàng Nhung và Thiên Tôn thâu xong rồi chị khóc. Chị rất là cảm động, chị thích bài đó lắm. Nhưng mà anh Thi thì anh lại chọn bài của Nhật Trung. Nhật Trung cũng là một cái bài viết riêng cho chương trình, và cũng là cái cảm nhận của Nhật Trung khi nghe tin ba chị mất. Nhưng mà cái bài của Nhật Trung thì cái tiết tấu nó vui hơn và nó nhộn nhịp hơn. Tại vì ngày bài cha hồi xưa tới giờ mình cứ nghe bài cha là nó rất là buồn, thảm, mát, buồn, thế này kia. Dạ. Thi nói thôi bây giờ mình trong chương trình cần một bài như vậy để đổi cái mood của chương trình. Đó thì cái bài đó là giờ chót, thì là plan bài của anh Thịnh, nhưng mà giờ chót lấy bài của Nhật Trung. Thì quay bài của Nhật Trung. Khán giả hỏi là một trong những cái tiết mục ấn tượng là bài Hội Trăng Ngày Mùa. Thì khán giả hỏi là tại sao cái ý tưởng nào là lại ghép cặp cho Như Quỳnh và Hương Thủy một lần nữa. Rồi thứ nhất, thứ hai là cái ý tưởng mà từ đâu để có màn múa với các em bé Thái Lan mà trong cái bài hát này. Cái bài này mình phải nói là một cái chuyện dài mấy mươi tập thưa quý vị. Phim nhiều tập. Đây là một cái bài hát thì chị Châu Ngọc, vợ anh Tùng Châu, nói chị Thủy ơi, chị sắp làm ở Thái Lan ha, em thấy anh Châu anh có một cái bài mà cái e nó rất là giống như là nhạc Campuchia đó, hát rất là hay, chị nói anh Châu cho chị nghe đi. Thì anh Châu gửi cái bài đó chị nghe. Chứ lúc đó là chưa có lời bài hát, chỉ có cái bài hát và xong rồi anh Châu đánh melody. Chị nghe xong rồi chị thích quá trời, bài này hay quá Châu. Đụng cái ổng trả lời email, sorry Thủy, bài này Châu đã bán cho người khác rồi. Trời, lúc đó chị giận quá, chị nhắn tin liền, chị nói Châu ơi, Châu nghĩ sao mà Châu đưa Thủy nghe một bài mà Châu đã bán cho người khác rồi. Cái sao cái anh Châu anh mới nói thôi bây giờ để anh nói chuyện với cái người đó, đưa lại cái bài này cho Trung Tâm Thúy Nga. Thì ok, thật sự cái người mua cái bài đó là một cái người nhạc sĩ mà viết lời đó. Thì cái bài đó họ đưa cho một cái hội người Chàm hay người gì đó, chị không biết, người thiểu số, để họ làm trong những lễ hội của họ. Thì cái người tác giả, cái người viết lời đó, thì họ lấy lại cái bài đó đưa Trung Tâm Thúy Nga. Thì khi cái bài đó chị nghe cái bài đó, chị nói hay quá, thôi bây giờ vậy nè, lúc đó có cô Sanda, chị và anh Thái Nguyễn, bây giờ bài này để Hương Thủy với Tâm Đoan hát nha. Thì là hai cô đã nổi tiếng trong cái bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Thì bây giờ từ Việt Nam qua bên Thái, thì hai cô người Việt Nam đi qua bên Thái đi lễ hội của Thái. Ồ quá hay, idea quá hay, thích quá. Đùng cái Tâm Đoan nhắn tin, chị ơi em bây giờ thì em cũng người em cũng hơi mập rồi này kia, em nhảy em không có tự tin, thôi chị đừng cho em nhảy nha. Rồi xong, next candidate mà chị nghĩ là rất là hợp với bài này là Như Quỳnh. Đó, thành ra có tiết mục Như Quỳnh Hương Thủy. Mà Như Quỳnh Hương Thủy hình như là có duyên với là mỗi lần về châu Á nha. Thì lúc đó thì cô Sanda mới là cái idea mà mời những đứa trẻ đó, kid dancer đó của Thái đó là idea của cô Sanda. À, mà quý vị biết không, các em bé này dễ thương lắm. Cứ mỗi ngày là sau khi đi học về đó, là ba mẹ sẽ đi kèm với các em đến cái studio, là Trung Tâm Thúy Nga có thuê luôn cái studio ngay trong cái Siam Center luôn. Đúng rồi. Để mà studio tập giờ, dạ, để mà tập khiêu vũ và tập vũ đạo ở đó hết. Thế là cái mỗi lần mà Ngọc Hân tới quay Behind the Scenes á, là như một cái nhà trẻ, bởi vì các em rất là đông, xong phụ huynh xếp hàng thiệt là dài ở ngoài. Dễ thương lắm em ơi. Mà đó, ngoan, mà chịu khó tập dễ sợ lắm quý vị. Phải nói đây là một cái bài mà chị thích nhất, mà khi mà mỗi lần chị nhìn các em bé người Thái mà họ múa đó, trời ơi tự nhiên trái tim mình nó muốn tan chảy ra đó, dễ thương lắm luôn á. Đối với chị đây là một cái tiết mục rất là ấn tượng của chương trình, mà là chị có thể nói highlight của chương trình. Vậy bây giờ mình sẵn mình nhắc tới Tâm Đoan rồi thì mình nhắc luôn cái bài hát của chị Tâm Đoan đi. Cái bài hát đây là một trong những cái bài hát mà thực sự là mỗi show hình như có một cái bài hát mà có tạo ra cái sự tranh cãi đối lập giữa hai bên. Một bên thì rất là thích, một bên thì rất là không thích. Đúng. Đó, như vậy thì tại sao cái duyên nợ nào mà đưa cái bài hát này đến cho chị Tâm Đoan vậy chị? Cái bài này Hamlet Trương đã viết và gửi cho chị lâu lắm rồi, từ cách đây cũng chị nghĩ cũng hơn cả năm á. Thì khi chị nghe cái bài này chị nói ồ chị thích quá, chị nói Hamlet ơi em giữ lại bài này cho chị. Thì chị không có xài, đến chừng khi mà chị làm chương trình 134 thì chị lấy ra lại cái bài này. Và khi chị nghe cái bài này, cái người ca sĩ đầu tiên trong đầu chị là Tâm Đoan. Anh ngủ thêm đi. Để em dậy đi lấy chồng. Anh ngủ thêm đi, em dậy đi lấy chồng. Đây thật sự đây là một cái bài hát nó phổ thơ
của một nhà thơ cũng nổi tiếng ha, Nồng Nàng Phố, nếu em xem vào trên Facebook là cũng được rất là nhiều người follow. Nhưng mà thành ra cái hai luồng ý kiến là một bên là khán giả trẻ thì rất thích bài hát này, còn một bên là có một lượng khán giả nói ôi sao cái bài này nó nghe nó lạ lạ vậy ta. Thì thành ra bây giờ quý vị phải đón xem bài hát này để hiểu tại sao bài hát này nó tạo nên hai luồng ý kiến tranh cãi nhiều như vậy. Và em biết không, thật sự đối với Tâm Đoan cũng rất là áp lực khi hát bài này. Thì Tâm Đoan vào phòng thâu hát bài này một lần đầu tiên, chị nghe chị không chịu, chị nói Đoan ơi em hát chị thấy chưa được bài này. Thì Đoan mới nói với chị là tại vì em muốn thay đổi, em muốn hát một cái kiểu gì khác. Chị nói không, chị rất muốn là Tâm Đoan của ngày xưa, chị không muốn Tâm Đoan thay đổi, em hát lại giống như em, cách hát của Tâm Đoan như chị yêu thích. Và đó là cái bản phiên bản mà quý vị đã xem trong chương trình 134, và quý vị sẽ được xem khi mà quý vị download cái app ứng dụng Paris by Night, Thúy Nga Paris by Night về để xem 134. Rồi bài hát kế tiếp cũng là một bài hát mà khán giả cũng thắc mắc khá là nhiều, là bài hát Duyên Có Nợ Không. Khán giả thắc mắc là tại sao mình lại chọn bài hát này của anh Chí Tài trong cái chương trình này và cho Trường Vũ Như Quỳnh. Thì khi chị làm cái chương trình này đó thì chị nhớ anh Chí Tài có một cái bài hát mà anh viết theo cái nhạc bolero mà anh đưa cho chị lâu lắm rồi mà chị không, chị để trong cái computer từ cũ, chị không có nhớ. Đến chừng khi chị làm chương trình này chị nói ồ, có một cái bài hát của Chí Tài rất hay, thì mình đem ra đi để có gì cũng là dịp để chú Ngạn nói về Chí Tài. Thì đó là cái bài Duyên Có Nợ Không. Thì khi chị đưa cái bài này, chị đưa cho Như Quỳnh Trường Vũ, thì Như Quỳnh Trường Vũ đồng ý. Nhưng anh Trường Vũ lại muốn hát một cái bài quen, thì anh Trường Vũ lại muốn hát bài Vườn Tao Ngộ. Nhưng mà cuối cùng thì ngay cả anh Tùng Châu lẫn chị đều thuyết phục Như Quỳnh Trường Vũ hát bài Duyên Có Nợ Không. Tại vì thật sự đó, chị thấy là cái này là bên chuyện bên lề. Đối với Trung tâm Thúy Nga, nếu mà phải chọn một bài hát nhạc quê hương mà phổ thông, nó rất là dễ, tại vì nó có cả ngàn bài để em chọn. Nhưng nếu mà chọn một cái bài hát mà mới, mà dĩ nhiên khi một bài hát mới có thể có những người thích và những người không thích, nhưng mà at least mình cũng đưa ra một cái gì mới mẻ cho khán giả. Đối với anh chị là anh chị rất là thích làm những cái công việc đó. Nhưng mà dĩ nhiên có những người ca sĩ thì mình nên để họ hát những cái bài tiêu biểu. Bài kế tiếp mà khán giả cũng thắc mắc không kém đó là cái phần kết hợp giữa nữ danh ca Khánh Hà và Lam Anh. Đúng rồi. Khán giả hỏi là tại sao chọn cái phong cách mà cổ trang cho Khánh Hà, phong cách lần đầu tiên khán giả được xem, rồi là tại sao lại kết hợp hai tiếng hát này cho bài hát này theo cái phong cách này. Đó, cái bài này đó thì nó là dài dòng thêm nữa. Cái bài này thật sự mới ban đầu đó, anh chị muốn lấy cái bài này để mở màn Lạc Mất Vầng Trăng. Dạ. Lạc Mất Vầng Trăng là bài này là một cái bài hát của anh Châu, nhưng mà sau khi hòa âm rồi, thật sự cái bài này đó hòa âm tới 2-3 lần rồi nghe. Tại khi mở màn thì phải cần một cái tiết tấu sôi động hơn. Dạ. Thì cái idea thì rất là hay, cái idea là của anh Thi, là tức là một cái người mà họ nhìn về quá khứ của họ, để họ thấy, họ nhìn vào trong gương thì họ thấy, nhìn qua cái gương thì họ sẽ thấy cái hình ảnh của họ hồi lúc trẻ. Thì lúc đó đó thì mình lên cái idea đối với là anh Thi suggest Lam Anh và Khánh Hà. Thì đối với Lam Anh thì rất là dễ, nhưng mà đối với Khánh Hà thì cũng hơi khó. Thì chị phải thuyết phục cô Khánh Hà, nhưng mà cô Khánh Hà thì là có một cái rất là hay. Cô rất là thích những cái gì mới lạ, hay làm những cái gì mà nó out of the... Khác biệt. Thì cô đồng ý ngay liền. Thành ra là cái chương trình thì là có bài Lạc Mất Vầng Trăng. Hân nghĩ là đây là một trong những bài hát mà quý vị sẽ phải xem thật kỹ để mà cảm nhận được hết hoàn toàn ý nghĩa của bài hát này. Khán giả hỏi tiếp là bài hát opening, tức là bài hát của Tóc Tiên. Tại sao mình lại chọn bài hát này để mở màn chương trình 134? Rồi sẵn hỏi luôn là tại sao lại chọn bài hát của nhạc sĩ Ngô Minh Tài để kết thúc cái chương trình 134, cũng là cái cuốn cuối cùng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Ok, bây giờ nó có hai phần ha. Dạ. Bài của Tóc Tiên là bài tựa là Time to Move On của Nguyễn Tùng. Nguyễn Tùng là một nhạc sĩ hòa âm. Em đã viết cái bài rất là hay trong chương trình Paris by Night 133 cho Minh Tuyết đó, Đến Lúc Dừng Lại. Thì đây là một cái bài mà
Thật sự khi mà cái bài Lạc Mất Vầng Trăng đó, lúc đầu là mình muốn open bài cái bằng cái bài đó, nhưng mà khi mà hòa âm xong rồi thì cái bài này, cái melody như vậy là không thể nào làm cái tiết tấu nhanh được mà sôi động được. Thì lúc đó chị mới gọi Tùng, chị nói Tùng ơi, bây giờ chị cần một bài mở màn cho chương trình Paris by Night. Và thật sự đó, trong đầu óc chị đó thì chị nghĩ là nếu không thì sẽ mở màn với cái bài Chỉ Cần Ta Ở Bên Nhau của anh Nguyễn Hưng. Đó, thì cái bài đó nó có một cái message rất là strong, you know, rất là strong. Thành ra chị thì nói Tùng ơi, chị cần một bài mở màn và cái idea chị như thế này, thế này, thế kia. Thì và Tùng nói cho em một tuần. Thì là một tuần sau có bài hát này. Chị vừa nghe cái melody và cái hòa âm mà Tùng làm, hòa âm thử đó, chị nói very good. Và chị nói bài này rồi xong, chị đưa cho Tóc Tiên. Tóc Tiên thì cũng, chị cũng có rất là nhiều bài hát nhạc trẻ, nhưng mà đưa cho Tiên nghe bài nào Tiên cũng không thích. Và Tiên cũng có những bài hát đưa cho chị nghe thì chị nghĩ là không hợp với Paris by Night. Thì cuối cùng cô cháu vẫn meet at some point, là vẫn Tóc Tiên cũng đồng ý hát bài của Tùng, và chị cũng đồng ý đưa cái bài này cho Tóc Tiên. Tóc Tiên cũng happy, rồi cuối cùng mọi người đều vui vẻ mà là hay... có bài opening là bài của Tùng. Mà hay quá ha, cái bài ending của 133, các người tác giả đó lại là cũng là người tác giả làm cái bài opening cho cuốn 134. Nó liên tục với nhau chị. Cái bài hát là đã đến lúc kết thúc xong lại tới time to move on. Không, cái đó là Tùng nó có cái idea đó, nó có cái suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng thành ra bây giờ tự nhiên cái bài cái người nhạc sĩ kết thúc 133 lại là opening của 134. Yeah, oh wow, đúng rồi, cái đó chị không có suy nghĩ, chị không hay nghĩ đến gì. Bây giờ về cái bài ending. Ending. Ok, cái bài Hơn Một Lời Cảm Ơn này đó, thì khi mà em nhớ cái livestream mà chị với chú Ngạn lên giới thiệu chương trình Paris by Night 133 tại Las Vegas đó, thì khi nhạc sĩ Ngô Minh Tài á xem cái livestream đó, khi có khi xúc động và khi viết ngay cái bài hát hơn một lời cảm ơn thì gửi cho chị, thì nhạc sĩ Ngô Minh Tài gửi cho chị để qua một bên, tại vì chương trình 133 là đó là phần một, chị không nghĩ là mình sẽ kết chương trình bằng một bài hợp ca, thành ra chị để dành bài đó cho cuốn Paris by Night 134 là phần 2 của show Giả Từ của chú Ngạn. Thì cái chương trình 134 là chị vẫn muốn kết bằng một bài hợp ca, thì cũng có nhờ những nhạc sĩ khác nhau viết bài hợp ca. Nhưng mà giờ chót khi mà quay xong chương trình Paris by Night 133, xem đi xem lại thì vẫn thấy bài Ngô Minh Tài là bài hay nhất. Thì chị có cho chú Ngạn nghe, chị nói chú ơi, chú Ngạn nói là bây giờ kết chương trình của chú muốn một bài hợp ca. Chị nói ok, con để cho chú nghe bài này nhé. Thì khi chú nghe bài này, chú nói bài này hay đó con, được, cháu kết bằng bài này cho chú đi, chú đồng ý. Đó thì là Hơn Một Lời Cảm Ơn. Thì nếu mà em nghe cái bài hát này, cái lời nó rất là hay và nó rất là thơ, có ý nghĩa. Mà chú Ngạn là nhà văn, thành ra là chú Ngạn cũng muốn kết thúc chương trình của chú bằng một cái bài hát mà cái lời nó viết được, nó văn chương và nó văn thơ như thế, em đó, nghĩ. Đó là thật sự chị cảm ơn nhạc sĩ Ngô Minh Tài đã có cái feeling, cái cảm xúc để làm cái bài Hơn Một Lời Cảm Ơn. Tại vì không phải dễ đâu, tại vì đây là một bài hát nó đến từ một cái cảm xúc thật sự, chứ không phải là một order đặt hàng như thế nào, em biết không? Thành ra chị nghĩ đó, khi bởi vậy có những cái lời nói, có những trên group fan của Thúy Nga nói về nhạc sĩ Ngô Minh Tài thế này thế kia, nhưng mà chị nghĩ cái chuyện đó thì chị không đồng ý. Tại vì chị nghĩ rất là dễ mình ngồi ở trên bàn phím rồi mình viết về một người nhạc sĩ như thế này, mình có làm được nhưng người ta không, mình thứ nhất mình không làm được. Dĩ nhiên mình là khán giả, mình có quyền phê phán, nhưng mà nhạc sĩ mỗi người họ có một style. Có thể bài Biển Cả và em không thích, nhưng mà chị thích, người khác thích. Nhưng mà những người thích có thể là những người thầm lặng, còn những người không thích lại là những cái người ngồi viết thế này thế kia rồi này kia. Có những topic mà viết về nhạc sĩ Ngô Minh Tài, chị thấy cái đó các em nên dừng lại cái chuyện đó. Chị thấy cái chuyện đó không có hay, hoàn toàn không có hay. Các em làm như vậy thì chị nghĩ nó cũng sẽ không đưa đi đến đâu hết. Tại vì thật sự khi một bài hát đưa ra, nhà sản xuất chỉ đưa cho ca sĩ nghe, ca sĩ thích ca sĩ hát, ca sĩ không thích thì thôi. Đó, thành ra nó cái chuyện đó thì chị nghĩ các em nên dừng lại cái câu chuyện của Ngô Minh Tài. Thật sự ra thì mình chỉ nói một tóm gọn một câu là khi mà mình đối xử với một người nào đó thì nó cũng hãy như cái cách mà mình muốn những người khác họ đối xử với mình, với chính bản thân mình. Cho nên là mình hãy yêu thương và trân trọng một cách lịch sự và văn minh.
vậy đúng, thôi. Lịch sử và văn minh. Lịch sử và chúng văn minh. Chúng ta ở thế kỷ 21 rồi mà. Fans của Trung tâm Thúy Nga là những người lịch sử và văn minh. Cho nên đúng là chúng vậy. Ta hãy luôn luôn giữ cái hình ảnh đẹp đẽ đó nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tới một cái đề tài kế tiếp khán giả hỏi nữa. Fashion show. Khán giả hỏi sao trong trailer không có màn fashion show. Và khán giả có một khán giả tự trả lời có phải là tại do chị băng tâm catwalk đi nhầm hướng cho nên không bỏ vô trailer được không? Chuyện này thì cũng thật sự chị không, lúc mà quay live với cái show 1 á, cái show ngày thứ 7 băng tâm đi lộn cái đoạn chót, đáng lẽ là cô phải đi với cái group bên này thì cô lại đi qua cái group bên này, xong rồi cô thấy cô đi lộn, cô phải đi ngược lại. Thì cái đó chỉ có những khán giả đi coi live mới thấy được. Thì chị nghĩ là lúc đó tập đoàn chắc là băng tâm chắc là she very embarrassing á. Nhưng mà quý vị ơi, accident mà nhiều khi trong cuộc đời chúng ta có những nhầm lẫn lúc đó khiến sao chị đi qua tuốt group bên kia. Thành ra sau show chị nhắn tin chị xin lỗi quá chị. Mà lúc đó chị không có để ý, lúc đó chắc là nhiều việc quá chị không để ý. Đến chừng khi ngồi edit mới thấy trời ơi. Chị nói với em á boss, chị nói chứ bé ơi, lần đầu chị chưa bao giờ mặc đồ phong cách sexy. Mà lần đầu tiên chị mặc phong cách sexy xong chị đi lạc hướng luôn. Em còn treo chị, em nói chị ơi tổ sexy không độ chị. Tôi chị mà fashion show rất là đẹp, là của nhà thiết kế Việt Hùng của trên design trên vải lụa Thái Tuấn. Cũng rất là đẹp, quý vị hãy xem chương trình thì quý vị sẽ thấy, không có trong trailer nhưng mà trong chương trình quý vị sẽ xem. Nhưng mà quý vị ơi, thật sự mấu chốt vấn đề là quý vị phải đi xem trực tiếp, bởi vì chỉ khi xem trực tiếp nó mới có những cái tình huống mà quý vị chỉ có thể thấy khi mà quý vị xem trực tiếp thôi, bởi vì khi lên DVD quý vị sẽ không thấy được những cái tình huống đó đâu. Nó độc đáo đặc biệt ở chỗ đó đó quý vị. Câu hỏi kế tiếp khán giả dành cho mình đó là khi nào thì DVD hoặc là Blu-ray mới phát hành, bởi vì có rất nhiều khán giả vẫn muốn sưu tập những cái DVD gốc của Paris by Night. Thường thường đó thì bây giờ đó là bây giờ bắt đầu em cũng thấy là từ cuốn Paris by Night 133 thì Trung tâm Thúy Nga phát hành trên cái digital platform, trước là trên Thúy Nga app trước, và sau đó chắc khoảng 3 tuần sau đó thì Trung tâm Thúy Nga sẽ phát hành DVD và Blu-ray. Tại vì bây giờ thực sự sản xuất DVD rất là khó, ngay tại California chỉ có một hãng một hoặc còn làm DVD thôi, còn Blu-ray cũng vậy, cũng phải gửi đi ra nước ngoài làm. Đó thì đó là cái dự tính là như thế. Còn câu này khán giả hỏi thì em phải hỏi luôn, khán giả hỏi là sao bây giờ cái gì nó cũng tăng giá mà Trung tâm Thúy Nga bao nhiêu năm rồi cũng không tăng giá DVD với Blu-ray để rỡ bớt chi phí cho trung tâm. Tại sao không tăng giá ta? Đang thắc mắc luôn á. thôi cái giữ giá như vậy đi. Quý vị đã ủng hộ Trung tâm Thúy Nga là mua DVD, mua Blu-ray là chúng tôi rất là cảm ơn rồi. Bây giờ tăng nếu tăng giá thì phải tăng ít nhất 10 đồng. Nếu tăng 1-2 đồng tăng làm gì em? Vậy thôi mình sẽ giữ như vậy luôn. Cho nên là quý vị nhớ ủng hộ đĩa gốc nha quý vị. Và cách trực tiếp ủng hộ nhanh nhất là bây giờ ngày 7 tháng 4 sắp tới đây đó quý vị. Khi mà Paris by Night 134 chính thức phát hành trên ứng dụng Thúy Nga PPN, quý vị nhớ download về. Trước tiên là download ứng dụng cái app đó, xong rồi về nhớ mua chương trình đó để ủng hộ cho Trung tâm Thúy Nga để tiếp tục chúng tôi có thể thực hiện những chương trình sắp tới. Rồi vậy bây giờ cái câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay mà fans muốn hỏi boss là chị đã làm được tất cả những gì mà chị muốn làm cho Paris by Night 134 chưa? Và nếu như mà được thay đổi bất kỳ một điều gì đó trong 134 thì chị có muốn thay đổi điều gì không? Chị sẽ không thay đổi điều gì hết. Cái ước nguyện của chị là làm hai chương trình cho chú Ngạn. Một chương trình tại Mỹ để chú Ngạn từ giã những khán giả của chú tại Mỹ. Và một chương trình ở châu Á, vì khán giả Việt Nam của chú rất là nhiều, có thể đi qua xem chú. Thật ra khi mà chị làm xong hai chương trình này rồi thì chị rất là mãn nguyện. Dĩ nhiên trong chương trình nếu mà có những bài hát, có những thế này thế kia thì mình có thể là ồ bài này mình có thể làm này mình thế. Nhưng mà thật sự đây là nỗ lực của tất cả mọi người, từ chuyên viên kỹ thuật cho tới hòa âm, cho tới ánh sáng, cho tới costume, cho tới make up. Khi mình không đồng ý một điều gì mình nói là ồ mình có thể làm hay hơn, nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến công sức của bao nhiêu người bỏ vào. Thì đây là một cái sự thành công hoặc là cái sự thành tựu của một tập thể. Thành ra chị nghĩ là respect all the people that have worked with you, the people that have
contributed with you. So chị nghĩ là tôn trọng công sức của tất cả mọi người. Đúng vậy. Dạ. Yeah. Sau khi chương trình thu hình xong thì ông đạo diễn Richard Velvet ông có nói gì với chị không? Ồ. Oh, khi mà chị quay hình lúc đó là thật sự chị rất là an tâm, chị rất là thích, là tại vì giống như cái ngày mà lúc mà đạo diễn Richard Velvet là ông bắt đầu trở thành đạo diễn khi là ông đạo diễn cho chương trình đầu tiên là chương trình của Chú Ngạn Paris Ba Nam 17. Yeah. Rồi đến những cái show cuối cùng lại vẫn là của Chú Ngạn, vẫn là ông đạo diễn. Có những cái sự trùng hợp trong cuộc sống, trong công việc làm mà mình nghĩ nó ngẫu nhiên, nhưng mà thật sự nó có một cái sự xếp đặt hết. Thành ra above all là chị cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, cảm ơn ba mẹ chị, cảm ơn Chú Ngạn, cảm ơn tất cả mọi người đã góp công sức, cố gắng hết sức để chương trình Paris By Night 134 được thành hình, tại vì rất là khó khăn. Nhưng mà mọi việc đã xong, tất cả đều đã hoàn thành tốt đẹp, thì bây giờ chỉ đợi ngày release thôi để xem có khán giả xem phản ứng như thế nào, tại vì quan trọng vẫn là khán giả là tiếp cái nguồn sống cho Trung tâm Thúy Nga để có thể tiếp tục thực hiện thêm những chương trình đúng về vậy. Sau này nữa. Nhưng mà sẵn đây nói cái ý tưởng này đó, thì bây giờ thưa quý vị, ngày 7 tháng 4 sắp tới đây thì 134 sẽ chính thức được phát hành trên app ứng dụng Thúy Nga Paris By Night, tức là Thúy Nga PPN. Sau khi quý vị xem chương trình này xong, nếu như quý vị có những ý tưởng hay đóng góp gì chẳng những cho Paris By Night 134 mà còn cho Paris By Night 136 nữa ha boss, ở bên Bangkok Thái Lan nữa, thì cũng có thể gửi về cho Trung tâm Thúy Nga, đúng không? Mình tiếp nhận tất cả những cái đúng vậy. Đóng thì góp chị này. Cũng có thường xuyên, chị cũng tại vì từ ngày có Facebook nó cũng rất là tiện lợi, có những message chị nhận được là chị cũng ok khi mà có những chương trình mới, rồi có những, và chị cũng theo dõi những cái tiến trình của nhạc trong nhạc Việt Nam, trong Việt Nam họ đang nghe những bài hát gì. Thành ra chị nghĩ là Trung tâm Thúy Nga rất là cần những sự đóng góp của tất cả mọi người, từ khán giả cho đến ca sĩ, tất cả mọi người. Dạ. Yeah. Rồi kính thưa quý vị, chương trình đến đây thì hy vọng là đã trả lời được những câu hỏi mà quý vị gửi về cho Paris By Night 134, và mong rằng khi mà chương trình chính thức phát hành vào ngày 7 tháng 4 sắp tới đây thì quý vị sẽ ủng hộ thật là nhiều và tiếp tục đồng hành cùng với Trung tâm Thúy Nga trên chặng đường dài sắp tới nữa, bởi vì 136 sẽ là kỷ niệm 40 năm anniversary của Trung tâm Thúy Nga tại Bangkok, Thái Lan. Bây giờ chị có muốn nói lời gì với khán giả trước khi mình chia tay không nè? Cảm ơn quý khán thính giả, là chỉ mong là gặp tất cả mọi người tại chương trình Paris By Night 136 ở tại Bangkok vào 2 ngày 29-30 tháng 7. Cảm ơn tất cả. Xin chào tạm biệt quý vị. Thank you very much.